Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Vinstigmin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Vinstick Min cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Neostick Min -methyl Sulfate Dạng bảo chế Dung dịch tiêm Công dụng Mất trương lực ruột và bàng quang Bệnh nhược cơ Giải độc khi dùng quá liều thuốc giãn cơ kiểu Cura Cách dùng chương lực ruột hoặc bàng quang điều trị dự phòng càng sớm càng tốt sau phẫu thuật tiêm dưới da 0,25 mg 0,1 ml cứ 4 đến 6 giờ một lần trong 2 đến 3 ngày điều trị liệt ruột sau phẫu thuật tiêm dưới da 0,5 đến 1,0 mg 0,2 đến 0,4 ml thuốc có tác dụng trong 10 đến 30 phút sau khi tiêm bệnh nhược cơ liều cho từng cá thể tùy theo mức độ của bệnh và đáp ứng của từng người điều trị bằng đường uống khi có thể Liều người lớn, khởi đầu uống 15mg, cứ 3 đến 4 giờ 1 phút lần. Liều và khoảng cách thời gian uống được điều chỉnh nếu cần. Liều duy trì trung bình là 150mg, dao động từ 15 đến 375mg mỗi ngày. Với người bị bệnh nhược cơ nặng, cần phải tiêm bắp hoặc dưới da 0,5mg. Các liều tiếp theo phải dựa vào đáp ứng của từng người. Liều trẻ em, uống 2mg cho 1kg thể trọng mỗi ngày chia thành 6 đến 8 liều. Trường hợp tiêm bắp hoặc dưới da, âm 0 cộng mg cho 1 kg thể trọng, cách 2 đến 3 giờ một lần. Chống chỉ định Tắc ruột và tắc đường tiết niệu nguyên nhân cơ học hoặc viêm mảng bụng. Có tiền sử quá mẫn với neostigmine và bromid. Lưu ý khi sử dụng. Người hen, do nguy cơ gây co thắt phế quản và hen. Khi dùng neostigmine để giải độc cura, điều trị phải do bác sĩ gây mê có kinh nghiệm đảm nhiệm. Phải hết sức thận trọng khi dùng neostigmine cho người bệnh mới phẫu thuật ruột hoặc bàng quang và ở người có bệnh tim mạch bao gồm loạn nhịp tim, nhịp tim chậm và giảm huyết áp cũng như người tăng trương lực thần kinh phó giao cảm, bệnh động kinh, cường giáp, Parkinson, hen phế quản hoặc loét dạ dày, vì vậy tăng nguy cơ loạn nhịp tim. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm cho người lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ Thường gặp tiết nước bọt, da mồ hôi, chậm nhịp tim và hạ huyết áp, co thắt phế quản, co đồng tử. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Vinstickmin, đồng thời biết cách sử dụng Vinstickmin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.